Nhưng hãy xin nhắc lại, ở chỗ này là cái chỗ tất cả các học giả nghiên cứu về Phật giáo lấn cấn không thể. Chỗ này là chỗ gì mới? À, thầy xin nhắc lại, nếu mà quý Phật tử có đọc kinh sách Di Chỉ của Phật, có đọc lịch sử khi Đức Phật còn bé, theo vua cha trong cái buổi lễ hạ điền, tức là đến nước Ấn Độ cái ngày xưa đó, khi mà đầu tiên mà nhân dân tới cài cấy á, thì vua đi xuống cài ruộng trước để làm cái gương để cho nông dân bắt đầu từ cái ngày đó. Thì sau này thì ông vua xuống ruộng cài, thì Đức Phật á, lúc bây giờ còn bé, Đức Phật mới ngồi dưới cây, đi theo vua cha ngồi dưới cây táo, rồi ngồi đó ly dục, ly ăn, nhập sơ thiền, coi như tu sơ thiền. Có người nói sơ thiền của đạo Phật, tại sao khi đó Đức Phật chưa có biết gì hết mà tại sao lại ngồi ly dục lén pháp nhập sơ thiền? Sơ thiền trong thời đó có luật sư Hoài Đạo, thời Đức Phật có luật sư, mà có luật sư Hoài Đạo thì phải có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà thiền này thì bốn cái thiền này là thiền của Hoài Đạo, chúng ta thiền của đạo Phật. Tại sao chúng ta biết bốn cái tên tứ thiền mà cái tứ thiền nào của đạo Phật, tứ thiền nào không phải đạo Phật? Tại vì chúng ta mới phân biệt được cái chỗ này. Cái chú bé mà chỉ nghe người ta nói thôi, bây giờ đó các luật sư Hoài Đạo nữa đó, muốn mà nhập bốn thiền đó, thì mình muốn nhập sơ thiền thì phải đi dục lẽ hóa nhập sơ thiền. Cho nên chú này chỉ ngồi im lặng giữ tâm, không có khởi niệm gì hết. Cái Hoài Đạo dạy mà không có khởi niệm thì nó sẽ coi như mình ly dục lẽ pháp nhập sơ thiền gì. Chứ bây giờ nói ly dục lẽ pháp mình biết cách nào mình ly nè, có phải là dược cái ý thức không? Có phải ai cũng hiểu vậy chứ không có hiểu cách nào khác đâu. Nói ly dục lẽ pháp nhập sơ thiền thì làm cách nào để mà ly dục, làm cách nào mà ly đắc pháp, thì chỉ còn cái ý thức, đừng có khởi niệm ra thì chắc chắn là ly dục lẽ pháp. Thời Hoài Đạo thì cái dạng vậy thôi, chứ đâu có cách nào khác nữa. Cái câu nói đó, rồi cái phương pháp để thực hiện ly dục lẽ pháp thì không nói. Thì chỉ còn mình nghĩ là phải dừng cái ý thức của mình thôi. Chỉ ý thức không có nghĩ niệm, nghĩ cái ác đó, thì nó là ly dục lẽ pháp cái gì. Còn nghĩ thì nó còn muốn cái này muốn kia, còn nghĩ thì còn nghĩ ác pháp, có phải không? Là cho nên vì vậy mà bây giờ thì ai cũng tu theo thiền của tứ thiền của Hoài Đạo thì cũng ly dục lẽ pháp đó, mà ly bằng cách thức chế ý thức gì là không. Thầy nói cái đó là phải suy ngẫm coi phải đúng không. Bởi vì Hoài Đạo nếu nói ly dục lẽ pháp thì cái phương pháp ly dục lẽ pháp chỗ nào không ai dạy mình hết, thì rõ ràng là phải dừng ý thức thôi. Bây giờ mình suy tư mình hiểu chỗ ly dục lẽ pháp thì phải, chứ lẽ ra Hoài Đạo nó có dạy ly dục lẽ pháp phải bằng cách này bằng cách này ngay đây này không có dạy. Thì ông Phật ngồi dưới, tụi trẻ ngồi dưới tử phòng táo rồi cũng ly dục. Nhưng mà ly có được hay không, bởi vì mình ngồi đó để mình tập với vọng tưởng đâu phải dễ, có phải không? Cho nên có, cho nên vì vậy đó thì khi cái lễ hạ điền đó xong rồi, sau khi Đức Phật đi ra bốn cửa thành, thấy bốn cửa khổ của con người, con già bị hết thì nó bốn cửa thành rồi, do đó mới bỏ cung vàng gì mà sách sửa lên làm vua mà bỏ vợ con, có vợ con làm gì ta. À, đi tu thì gặp các vị sư của Hoài Đạo, già nhập ông vô viên sư, có ba học thức vô viên sư à, nhà ở phi tưởng phi thi tưởng tướng. Cho nên khi mà nhập hai cái định cao nhất của nó là không vô viên sư và phi tưởng, tức là bốn cái định cơ tưởng như vậy, tức là nhìn lại cái phần thân sư nó có cho nên thấy là tu rất là cực khổ, đạt được kết quả rồi bây giờ nó cũng chẳng hết tham sư. Nên mình mới bỏ rồi cũng nghe theo Hoài Đạo dạy mình khổ hạnh như vậy á, thì nó sẽ giải thoát, nó sẽ ly dục lẽ pháp, nó hết tham sân si, hết khổ như vậy chủ, thì cũng khá khổ hạnh, sáu khổ hạnh chứ đâu cũng cho đến khi khổ hạnh đến cái mức độ mà không còn đứng dậy được, đói quá mệt quá cho nên nằm xuống. Thì vậy mà cái cô bé mà chân dê cũng mới nhắc được, có thể vì tu sĩ này Bà La Môn này bây giờ hết ngồi được câu hốt, cho nên mới dắt sửa độ sự phật khi đến phật này. Không cần nhắc lại cái lịch sử thì thấy là chỗ nào mà sơ thiền của đạo Phật, cái chỗ nào mà sơ thiền của Hoài Đạo.
để thấy cái chỗ này là chỗ lớn cấn của tâm nhập vậy. Nếu bây giờ Đức Phật thấy khổ hạnh không kết quả mà lại khổ, không giải thoát. Cho nên Đức Phật không có khổ hạnh, ăn lại một bữa no đầy đủ đàng hoàng, đi tìm cái cầu Bồ Đề. Không, đi tìm cầu Bồ Đề, thấy cái chỗ này là cái chỗ thượng tiện nhất, mát mẻ, dễ tu hành, nhìn ra trong thiên nhiên. Phải tìm cái chỗ tu cho tốt chứ đâu phải đụng cái nào cũng ngồi tu đâu. Cho nên tìm được cái chỗ đó, bây giờ mới ngồi với cầu Bồ Đề, mới phát nguyện. Nếu không chứng đạo thành tín cầu, có không? Còn nhớ là cái đúng rồi. Khi mà Đức Phật ngồi lại với cầu Bồ Đề tu á, thì Đức Phật nhớ hồi nhỏ mình đi dục nghẹt mắt. Con đó có không? Cho nên khi mà lý dục nghẹt mắt thì Đức Phật ngồi lại đi dục để nhặt cái thiền cái gì. À, bắt đầu bây giờ mà tu lại cái pháp của ngoại đạo là cơ thiền. Tự mình nghĩ tu. Nhưng mà trong khi tu ở chế như ý thức như vậy á, thì Đức Phật không có làm sao mà hạ phục được ý thức của mình. Chỉ dùng cái hơi thở ức chế đó. Mà trong khi Đức Phật ức chế, đọc về hơi thở, Đức Phật ức chế cái hơi thở của mình đứng. Chứ đâu mà cái hơi thở của mình nó dừng mất vậy nữa. Nhưng mà kết quả là khác. Cho nên bây giờ Đức Phật không nương vào hơi thở rồi. Bây giờ ly dục nghe pháp là làm sao mà cái ý thức của mình. Bởi vì hồi đó đâu có nghĩ cách thức mà để mà tu tập, để làm sao ly dục nghe pháp, đâu có biết, đâu có ai dạy. Cho nên Đức Phật mới ngồi suy nghĩ ly dục nghe pháp là. Bây giờ mà cứ ức chế cái tâm mình như vậy thì, nhưng mà trong kinh sách không nói được đâu, nhưng mà mình phải hiểu, phải làm qua kinh nghiệm của bản thân mình rõ ràng ức chế vậy là sao. Cho nên Đức Phật ngồi với cậu cho nên từng niệm phải thở ra, bởi vì phải có niệm khởi ra chứ làm sao mà con người ngồi im một cây gì đâu có niệm khởi ra. Nhưng mà mỗi niệm được khởi ra thì các pháp điều vô cùng gì có đến cả thân của mình hồi bé như thế nào, cái sự tư duy đó nó thấy những cái niệm này đều là nó đến được đi đến được. Mà khi suy nghĩ như vậy đó gọi là liên tục chứ không phải ngồi tự chế ý thức. Cho nên Đức Phật sau khi Đức Phật mà giải đạo đưa ra bốn chân lý, chúng ta thấy được rồi đó. Cái sơ thiền của đạo Phật dạy không còn cái chỗ chế ý thức. Bởi vì cái sơ thiền của đạo Phật là ngăn ác diệt sanh thì tăng cơ thiền mới đẻ ra cái pháp tứ chánh tăng. Sau này chúng ta mới có pháp tứ chánh tăng chứ. Muốn vô sơ thiền phải đi từ pháp tứ chánh tăng. Bởi vì cái kinh nghiệm của đạo Phật ngồi tu tập sơ thiền ly dục né pháp mà không ức chế ý thức. Mà không có ý thức thì phải bằng tri kiến giải thoát, tri kiến hiểu biết, tư duy quan sát. Bạn không hiểu? Đây là cái pháp của Phật chứ đâu phải là cái pháp. Bởi vì Đức Phật hoàn toàn pháp của Phật độc lập, không giai mượn pháp của ngoại đạo. Mới đẻ ra được cái bốn thứ gì đấy, bốn cái chân lý, bốn cái chân lý khổ tập diệt đạo. Bây giờ thầy nhắc lại, khổ thì con người ai cũng có khổ. Phải không? Có người nào khổ, nó là cái chân lý thứ nhất. Mà cái nguyên nhân sinh khổ lòng ham muốn con người, ai là không lòng ham muốn, đó là cái chân lý thứ hai. Rồi cái tâm niết diệt đế là cái tâm an lạc, cái tâm bất động thanh thản là vô sự, đó là ai cũng có hết chứ đâu có người nào có, đó là cái chân lý thứ hai, thứ ba, phải không? Cái nơi mà tập hợp là cái lòng tập hợp sự đau khổ đó là ham muốn. Còn khổ thì ai cũng thấy cái tướng khổ nó hết rồi, ai cũng biết rồi. Rồi bây giờ nguyên nhân sinh ra khổ, đau khổ là lòng ham muốn, không còn cái tâm tham sân si, không còn phiền não đau khổ, thì cái đó là chỗ diệt đế. Nó diệt đế mà diệt đế thì cái trạng thái bất động thanh thản là vô sự chứ cái gì, chỗ đó nó còn tham sân si không, nó còn có cảm thọ gì trong đó xen vô được không, như vậy là nó vô động sao, đó là trạng thái diệt đế. Mà muốn tu tập trạng thái diệt đế thì cái chương lý thứ ba, chương trình giáo dục đào tạo tức là đạo đế, tám cái lớp học người ta đàng hoàng. Vậy thì đầu tiên Đức Phật vào tu sơ thiền là cái pháp đầu tiên chứ gì? Tại sao bây giờ sơ thiền của Đức Phật bốn thiền lại đặt ở phía sau tám, lớp thứ tám? Cho nên lớp thứ tám có nghĩa là phải qua tám bảy cái giai đoạn rồi mới tới cái giai đoạn thứ tám là chánh định, phải không? Là tứ thiền. Mà tứ thiền mà nó nằm sau cuối cùng vậy thì đầu tiên thì tu tứ thiền, phải không? Mà sao bây giờ lại dạy người ta phải tứ thiền mà sao? Vậy thì tứ thiền nằm sau đó mới chính là của đạo Phật, hiểu không? Còn tứ thiền mà tu trước là của ngoại đạo. Vậy thì tứ thiền tu trước của ngoại đạo là ức chế tâm, còn đạo Phật bắt đầu vào tu
thì giới luật nghiêm chỉnh thì năm cái lớp đầu tiên cho từ chánh kiến cho đến chánh mạng thì phải học giới luật thông suốt. Những gì thông suốt cần thông suốt mà thông suốt giới luật chi kiến thông suốt thì từ cái hiểu biết đó nó thông suốt thì ác pháp nó đã nhiều đã ngăn. Mình thông suốt bây giờ ví dụ mình biết cái tâm mình sân, người ta nói mình sân, mình đã biết rồi thì mình đi gì mình sân cho nó khổ mà. Mà mình biết các pháp đều vô thường, có pháp nào là của mình đâu, thân này đâu phải của mình, tâm này đâu phải của mình, là của nhân quả. Cho nên mắc mớ gì mình giận cho nhân quả làm gì. Khi mà hiểu biết rồi thì mình sẽ được giải thoát, mình giải thoát tức là ly dục ly pháp trên trên giới luật, có phải không? Giới luật nó sẽ giúp chúng ta ly dục ly pháp phần thôi. Còn phần vi tế như thế nào? Bây giờ vi tế tôi ngồi đây từng cái tâm niệm tôi khởi ra, còn phần khô là người khác, trong người mà mình tiếp giao với mọi người mà trong giới luật đức hạnh thì nó ngăn chặn đó. Cái tri kiến của mình mà tri kiến ngăn chặn đức Phật gọi là tri kiến giải thoát, cái sự hiểu biết của nó. Thầy bây giờ không phụ được còn cái con hệ đó, bởi vì ngài là một người, một bậc chủ nhân của con người cả thế giới, mà hiểu cái phương pháp của ngài, cái nền đạo đức của ngài, mọi người đều sống cái đạo đức không làm của mình, thì thế gian này không còn xung đột, không còn chiến tranh, cái đạo đức của đạo Phật mà được phổ biến rộng, thế gian không còn xung đột. Thì có ai làm khổ cho ai nữa? Không làm khổ mình khổ người thì mới là đạo đạo Phật, mà còn làm khổ mình khổ người thì đâu gọi là đạo Phật được. Những cái danh từ thầy cô đọc lại xác định được cái nơi đạo đức của Phật ra, giúp cho mọi người sống sống không còn chiến đấu, đó là biết định của biết là đạo Phật là đạo của con người, cho nên không lìa con người ở con người, mọi người chúng ta tập người mà phải tu tập để cứu lấy mình, không thể để cuộc đời được tiếp tục.